Hoa Fairy Tales. Đây là Sandy, một cô gái thông minh và cực kỳ giỏi giang trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Còn người đang đứng bên cạnh là Alice, em trai của Sandy. Alice và Sandy là hai chị em, trong khi Sandy giỏi về khoa học thì cậu em ngỗ nghịch lại có thiên hướng giỏi về máy móc cơ khí. Trước đó, để giúp các con có không gian và điều kiện nghiên cứu, làm việc thật tốt, bố mẹ Alice và Sandy dành cho họ một nhà kho riêng làm phòng thí nghiệm. Do sự đầu tư của đấng sinh thành, hai chị em đã có thể chế tạo ra rất nhiều thứ, nhưng họ lại hay sử dụng chúng trêu chọc người khác. Chẳng ai chịu thua kém ai. Chẳng những thế, họ còn sáng tạo ra ngôn ngữ riêng để giao tiếp những lúc cần giao tiếp bí mật với người còn lại. Cẩn thận sàn trơn à, được lắm. Đến lượt em, chị cứ chờ đó. Sau bao ngày tìm tòi và nghiên cứu, cuối cùng thì cỗ máy thời gian cũng lần đầu được chế tạo thành công. Cuối cùng cũng lắp xong máy rồi. Một cỗ máy thời gian đi kèm với nhiên liệu cực kỳ khó kiếm và điều chế. Chị sẽ gọi đây là hợp chất X. Đây là một hợp chất cực kỳ quý hiếm. Hai người rất khó khăn mới chỉ điều chế được một lọ nhỏ. Tuyệt vời, cuối cùng thì chúng ta cũng có đủ nguyên liệu rồi. Phải bắt tay vào thử nghiệm ngay mới được. Đợt thử nghiệm đầu tiên, đo thời gian thông qua sự thay đổi sinh trưởng của thực vật. Nhớ là phải cẩn thận đó nha. Được rồi, biết rồi mà. Sau đó hai người bắt đầu thử nghiệm để chu du giữa hiện tại và tương lai để kiểm tra chức năng của cỗ máy. Đồng thời họ phát hiện được nếu du hành khoảng cách thời gian càng xa thì tiêu tốn hợp chất X càng nhiều. Một giọt là tương đương cho một tháng. Alex này, chúng ta cần tránh đi về quá khứ để tránh tác động vào... Tránh tác động vào những sự kiện lịch sử và gây ảnh hưởng tới hiện tại gây ra nghịch lý chứ gì. Em có phải trẻ con đâu. Khi cỗ máy này được đưa vào sử dụng chính thức, không thể lãng phí cho hợp chất X đó được. Đúng rồi, ta sẽ đi về tương lai một ngày để bước trước kết quả đua ngựa, sau đó trở về hiện tại và đặt cược, thế là kiếm được rất nhiều tiền. Lại mơ mộng cái gì thế? Em đang mơ một ngày chúng ta sử dụng cỗ máy này và kiếm thật nhiều tiền. Lại tơ tưởng cá cược gì rồi đúng hay không? Tinh ý nhỉ. Em đang nghĩ tới trường đua ngựa. Nếu chúng ta... Cá cược là không tốt. Chúng ta chỉ nên sử dụng cỗ máy cho mục đích nghiên cứu phiêu lưu thôi. Có nhớ chưa? Nghiên cứu phiêu lưu thì không cần tiền sao? Chúng ta đâu thể xin tiền bố mẹ mãi được đâu. Thôi được rồi, tạm thời là chỉ được cược một số tiền nhỏ, vừa đủ để sinh hoạt và mua đồ cần thiết thôi. Chúng ta cần tránh gây sự chú ý. Tiền tiết kiệm được sẽ dành cho việc nghiên cứu là chính. Như vậy ổn không? Được rồi. Nghĩ sao là làm vậy. Alice lén đem toàn bộ tiền tiết kiệm của cả hai chị em đi. Và chẳng khó khăn gì, cậu đã thắng được một số tiền khổng lồ. Sau bao nhiêu lần chơi cũng chỉ kiếm được từng này. Thật chả bỏ bèn gì. Nếu như ta sử dụng toàn bộ chỗ tiền tiết kiệm chung đem đi cược thì thắng cả một vố lớn rồi. Như thế mới đáng chứ. Thằng óc con này đã thắng rất nhiều lần rồi, bây giờ lại thắng thêm một số tiền lớn như vậy nữa. Hắn làm cách nào vậy? Này chàng trai, cậu có mánh khóe nào nhìn ra được kết quả cuộc đua hay sao? Cái đó là bí mật của tôi. Lẽ nào tôi lại nói cho ông biết sao? Hắn nói phải, nhưng cứ đà này ta sẽ chẳng có gì cả. Không được, phải nghĩ cách thôi. À, có rồi. Này chàng trai, ngày hôm nay cậu đã thắng được một số tiền rất lớn, nhưng nhất thời chưa chuẩn bị kịp. Ta sẽ gắn với giá trị của một ngôi nhà vậy nha. Một căn nhà luôn sao? Tuyệt. Ta sẽ dùng giấy tờ giả để xem người lấy nhà của ta như thế nào. Đây, sau vài ngày nữa cậu mang tờ giấy này tới cho tôi. Tôi sẽ đưa giấy tờ nhà đất cho cậu. Được rồi, cảm ơn nha. Alice về nhà chưa kịp khoe thành tích thì bắt gặp Sandy trong dáng vẻ cực kỳ cáu giận. Alice, chỗ tiền tiết kiệm của chúng ta đâu? Nó đây nè. Ê,
em lại đem đi cá cược đua ngựa nữa rồi. Chúng ta đã nói như thế nào về việc tuân thủ nguyên tắc đã đặt ra chứ, Alex? Thì tất nhiên là... Tất nhiên là không được rồi. Đây là tiền tiết kiệm sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Mà hơn nữa, chúng ta đã lấy đi số tiền mà đáng ra thuộc về người khác. Có một lần, sẽ có lần thứ hai. Bây giờ lấy đi tiền của chung, sau này em sẽ lấy cả căn nhà đi rồi sao? Em làm như vậy, làm sao mà chị có thể tin tưởng em được chứ? Chị thôi đi, chị em mình phải tin tưởng lẫn nhau chứ. Chừng nào em ngừng vì cờ bạc thì chị mới tin. Nếu như không có cổ máy thì chẳng mấy chốc toàn bộ những gì chúng ta có cũng sẽ bốc hơi cả mà thôi. Hả? Chị không cần thì thôi, tôi tự đi kiếm tiền một mình. Hả? Alice không phục, bảo thủ chạy về phòng thí nghiệm với ý định đi đến tương lai để đặt cược một mình. Hả? Thôi chết, mình lỡ tay đổ toàn bộ hợp chất X vào máy rồi. Ơi, trả ra, mở ra, mở cửa ra. Không, 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 không. Ngay khi cổ máy ngừng trung lắc, Alice nhanh chóng mở buồng lái. Nếu để lâu hơn nữa, có lẽ chẳng còn không khí để thở. Nhưng khi anh kịp định thần lại, thì phát hiện mình đang là tâm điểm của những ánh mắt đáng sợ. Âm thanh gì vậy hả? Tên quá con, ngươi vào đây bằng cách nào hả? Tôi đang ở đâu vậy? Mọi người mau tóm lấy, đánh gãy chân không cho nó chạy thoát. Sao đột nhiên lại muốn đánh gãy chân mình chứ? Không được, phải thoát thân trước cái đã. Tận dụng phốc dáng nhỏ con của mình, Alice nhanh trí thoát khỏi vòng dây nguy hiểm. Tất cả đứng lên, mau bắt nó lại cho ta. Để nó thoát ra thì các người khỏi cần nhìn thấy ngày mai nữa. Quá ra 200 năm sau, phòng thí nghiệm của Alice và Sandy đã trở thành cơ sở in tiền giả của băng đảng thế giới ngầm. Là tên nhóc nó khởi động cái thứ cổ lỗ sĩ này sao? Sao bao nhiêu nhà khoa học ta mời lại không biết cách khởi động nó nhỉ? Thật kỳ lạ. Trong khi đó, Alice vẫn đang mãi chạy trốn khỏi hai tên côn đồ. Tại sao lại thế? Trong tương lai gia đình mình sẽ trở nên tàn nhẫn đến vậy sao? Không thể nào. Alice dần mất phương hướng. Trong vô thức, anh đã đi tới nghĩa trang thành phố. Làm sao bây giờ? Bây giờ có muốn về cũng khó. Không có nhiên liệu thì cỗ máy có khác gì đóng số liệu đâu. Vậy là hết rồi. Thế là hết rồi sao? Không còn cách nào nữa. Trong lúc nóng vội, ta đã tự tay đóng lại cánh cửa để trở về rồi. Hả? Đây là... Đây là nghĩa trang mà. Hả? Không. Không thể nào. Cha, mẹ, Sandy, mọi người bỏ ta mà đi hết rồi sao? Nhưng có vẻ như Sandy để lại cho em trai mình một món quà nhỏ. Đây chẳng phải là những ký tự mà chúng ta tự nghĩ ra sao? Hãy tìm một chiếc hộp dưới gốc cây anh đào. Chẳng phải cái cây đó đi sao? Sandy để lại lời nhắn cho mình, hẳn là có gì đó đặc biệt ở dưới. Nhờ lời nhắn của Sandy, Alice tìm thấy một chiếc hộp thiết. Bên trong là một bình thuốc màu tím và một chữ X quen thuộc. Còn có một lá thư nữa. Gửi Alice, chị không biết sau bao nhiêu lâu thì em mới tìm được lá thư này. Nhưng có lẽ không bao giờ là quá muộn ấy mà. Sau khi em rời đi cùng với toàn bộ hợp chất X, chị đã biết rằng rất có thể cậu sẽ không thể quay trở lại được. Cha mẹ không thể tập trung vào công việc, dần dần cơ nghiệp dần lụng bại. Chúng ta chẳng còn lại gì hết. Cuối cùng họ phải bán mảnh đất đang sinh sống cho một người chủ mới với giá rẻ. Chỉ với một điều kiện, đó là phải giữ lại cỗ máy của chúng ta. Nếu như em tự hỏi tại sao chị không sử dụng khả năng của mình để cứu giúp họ, thì có lẽ ta phải nói rằng việc nghiên cứu và điều chế hợp chất X đủ để đưa em trở lại đã tiêu tốn rất nhiều thời gian. Khi nhận ra đủ lượng có thể đưa cậu em trai yêu quý của ta trở lại, thì bản thân chị đã quá yếu ớt rồi.
chỉ còn đủ sức sắp đặt lời nhắn lại mà thôi. Chị biết rằng những gì mà mình nói khi đó đã khiến cho em tổn thương không ít. Chị xin lỗi. Chị mong có một ngày tự mình được xin lỗi em. Hãy về nhà đi Alex. Mọi người vẫn đang chờ em đó. Sandy. Có nhiên liệu rồi. Bây giờ ta phải tìm cách trở lại cỗ máy đó. Alex quyết tâm trở lại phòng thí nghiệm của mình. Tuy nhiên, cậu lại rơi vào bẫy của lũ côn đồ. Ta biết mà, kiểu gì hắn cũng sẽ quay lại thôi. Nói đi, làm sao ngươi khởi động được cỗ máy đó hả? Tôi là người chế ra nó, làm sao mà không biết được? Nhảm nhí. Thứ đó ông cha ta để lại hàng trăm năm nay rồi, chưa từng có ai có thể mở được cánh cửa đó, chứ đừng nói tới việc khiến nó hoạt động. Nói đi, ngươi làm gì cho ai? Ngươi quay lại đây làm gì? Không sợ bọn ta bắt được sẽ giết tại chỗ hay sao hả? Tôi không làm việc cho ai cả. Tôi tới đây vì cỗ máy đó. Không có nó tôi không trở về nhà được. Về nhà sao? Còn về được hay sao? Cho dù có về được, ngươi có thể vác cái đống sắt to đùng đó sao? Xin ngài, hãy để tôi sử dụng cỗ máy đó. Tại sao phải nghe lời của ngươi hả? Tôi xin ngài chỉ một lần thôi. Ngài muốn tôi làm gì cũng được. Xem ra hắn có vẻ biết cách vận hành cỗ máy thực sự. Chứng tỏ cũng là một thiên tài về cơ khí. Hay là tận dụng luôn năng lực này đi. Sẽ thấy ngươi có vẻ thông hiểu về máy móc. Nếu như có thể làm việc cho ta một năm, bao ăn ở. Công việc của ngươi là sửa chữa những thứ ta đem tới. Biết đâu một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi sờ vào cỗ máy kia. Được mà, được mà. Chỉ cần được sử dụng cỗ máy kia, tôi có thể sửa gì cũng được hết. Ngươi sẽ làm việc tới chết trước khi được sờ vào cỗ máy đó. Nhưng không phải ở đây, chúng ta sẽ làm việc ở chỗ khác biết chưa. Chẳng mấy chốc, Alex được đưa tới một căn phòng kín mít không cửa sổ. Từ ngày mai, ngươi sẽ làm việc ở đây. Mọi thứ sẽ do Luthor phân phối và giám sát cho ngươi. Làm không được việc, ngươi biết hậu quả rồi phải không? Tôi biết, nhất định tôi sẽ làm tốt mà. Cứ như vậy, ngày qua ngày, Alice được đưa tới kho sửa máy móc in tiền giả dưới sự giám sát của Luthor. Nhưng hắn không hề biết rằng với mỗi món đồ được Alice sửa chữa đều ít nhiều bị tháo mất một vài linh kiện. Tất nhiên, Alice đã tính toán để những máy móc đó vẫn có thể hoạt động bình thường. Với linh kiện mà Alice tích trữ được, anh nghiên cứu và lắp ráp thành một thiết bị nhỏ chuẩn bị cho cuộc đào thoát. Một ngày nọ, khi Luthor chuẩn bị đem đồ ăn tới đưa cho Alice, gã nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên trong căn phòng. Đau bụng quá. Cứu tôi với. Đau quá. Ngó vào bên trong phòng, Luthor thấy Alice nằm quấn chăn kín mít trên giường không ngừng trên rỉ. Có chuyện gì vậy? Đau bụng quá. Cứu tôi với. Đau bụng quá. Ngừng trên rỉ lại. Điếc tai quá. Nhưng lời nói ấy làm sao ngăn cản được cơn đau bụng của Alice. Chỉ chờ có vậy, Alice tận dụng cơ hội để đào thoát. Có kẻ bỏ trốn. Người đâu? Có kẻ bỏ trốn. May mắn thay, Alice vẫn còn nhớ đường quay trở lại căn phòng đang để cỗ máy thời gian. Gã côn đồ Luthor nhanh chóng xuất hiện ngay sau đó. Ta sẽ chờ ở đây, xem người có thể ở trong đó tới bao giờ. Tên quắc con đó đâu? Nó vào trong cỗ máy rồi, chưa thể ra ngoài cho đại ca. Mở cỗ máy ra cho ta. Không mở được thì dùng búa đập ra nhanh lên. Chờ tới khi tên chót đuổi tới nơi, gã đi cùng đập phá, mở cửa buồng ra thì bất ngờ thay, chẳng có một bóng người nào. Có một con thôi mà cũng để cho nó chạy mất nữa, đồ vô dụng. Lập tức cho người đi tìm và bắt nó về đây cho ta. Bây giờ có tìm thì họ cũng chẳng thể nào tìm được Alice nữa rồi, vì lúc này cỗ máy thời gian đã đưa Alice về nơi mà anh thuộc về. Được rồi, cuối cùng cũng trở về rồi. Làm sao đấy, tự nhiên lại thay đổi thái độ với chị rồi? Không có gì. Chỉ là lâu ngày không gặp thôi. Em nghe chị, sau này chị sử dụng cỗ máy để giúp đỡ mọi người, không kiếm tiền bất chính nữa đâu. Thế cơ đấy, nhớ lời nghe chưa?